Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về bầu cử 2020 với ông Đỗ Quang Tỏa và Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc ông Đỗ Quang Tỏa để tìm hiểu về bầu cử 2020, đặc biệt vấn đề bầu cử các thượng nghị sĩ và dân biểu. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, em xin được kính chào anh Đỗ Quang Tỏa. Dạ, thưa vâng, kính chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài. Kính thưa anh, khi mà chúng ta có một cái cuộc bầu cử của tổng thống rất là quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó vấn đề bầu cử của hạ viện, thượng viện nó cũng quan trọng, và những cái yếu tố quan trọng nó như thế nào? Dạ thưa vâng, chúng ta cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 này chúng ta sẽ lựa chọn một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và một số dân và toàn thể dân biểu hạ viện Hoa Kỳ. Hiện thời đó là như chúng ta đã biết, thượng viện Hoa Kỳ thì có 100 thượng nghị sĩ và cái nhiệm kỳ của họ là 6 năm và họ có thể tranh cử cho đến khi nào họ không muốn nữa. Và về hạ viện đó thì chúng ta có cả thầy là 435 vị dân biểu quốc hội và nhiệm kỳ của họ là 2 năm và họ cũng có thể tranh cử bất cứ lúc nào cho đến khi nào mà họ không muốn nữa. Hiện thời bây giờ đó là thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa đứng nắm đa số là 53 người và Đảng Dân chủ là 45 người. Và tại hạ viện hiện thời đó là Đảng Dân chủ đứng nắm đa số gồm có 232 dân biểu và 198 người đó, 232 dân biểu thuộc Đảng Dân chủ và 198 người thuộc Đảng Cộng hòa. Do đó cái kỳ bầu cử này đó là chúng ta cũng có thể quyết định là ai sẽ nắm đa số tại thượng viện và hạ viện. Đó là cái mức độ quan trọng, thưa anh Nhân. Yeah. Và kính thưa anh, khi mà chúng ta nói chúng ta bầu lại thượng nghị sĩ, có nghĩa là cứ mỗi 6 năm thì người thượng nghị sĩ đó có quyền tái ứng cử hoặc là họ có quyền ứng cử cho đến khi nào họ không muốn ứng cử nữa thì thôi. Cái vai trò quan trọng của thượng viện hiện nay như thế nào, nếu mà cái thành phần nội các của một tổng thống mới hoặc là vẫn là một cái tổng thống Donald Trump duy trì thì cái thượng viện nó quan trọng như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa vâng, hiện thời đó là với cái số đa số là Cộng hòa đứng ở thượng viện thì Đảng Dân chủ nếu muốn nắm lại cái thượng viện đó thì Đảng Dân chủ trong cái kỳ bầu cử tới phải lấy được thêm 4 ghế hoặc là 3 ghế, tại sao 4 hoặc 3, tại 4 ghế trong trường hợp mà ông Joe Biden thua. Còn nếu trong trường hợp ông Joe Biden thắng đó thì khi mà con số nó bằng nhau đó thì bà Vice President sẽ bỏ cái phiếu quyết định. Do đó là nếu mà ông Joe Biden thắng thì Đảng Dân chủ chỉ cần thêm 3 ghế ở thượng viện là họ sẽ nắm được đa số tại thượng viện. Và do đó là chúng ta thấy rất là quan trọng, là tại vì đó là hiện tại cái cuộc bầu cử kỳ tới đó là tới 35 người phải bầu lại, trong số này đó có 23 là người thuộc Đảng Cộng hòa phải tranh cử lại và 12 người của Đảng Dân chủ. Thì theo cái sự dự đoán đó, thì chỉ có một người Đảng Dân chủ, tức là ông Doug Jones của tiểu bang Alabama, là tiểu bang Cộng hòa, là có thể bị thua tại ông Doug Jones là người của Dân chủ. Ngược lại đó là trong 29 người mà phải 23 người mà Cộng hòa mà phải tranh cử lại đó thì có 10 chỗ là có thể bị mất. Tôi lấy ví dụ vài trường hợp mà chúng ta thấy đó là nổi tiếng đó, chẳng hạn như bà Susan Collins của tiểu bang Maine là một người thuộc Đảng Cộng hòa và có thể là năm nay có thể bà mất. Và ngay cả ông lãnh tụ đảng đa số Cộng hòa, tức là ông Mitch McConnell của Kentucky, cũng bị một người Dân chủ ra challenge, và hiện thời thì hai người là đều ngang ngửa phiếu lẫn nhau. Do đó chúng ta thấy là cái cơ hội mà Đảng Dân chủ có thể nắm lại thượng viện thì có thể là hơn 60% trong cái kỳ bầu cử tới, và thưa anh Nhân. Và khi mà chúng ta trở về tiểu bang Virginia thì ông thấy cái cuộc tranh cử của ông Mark Warner như thế nào vậy thưa? Dạ thưa, ông Mark Warner thì cũng là một người rất là thân thuộc với cộng đồng Việt Nam, và một điều mà đa số người Việt Nam ở đây nhớ ông á là khi vào năm 2003, lúc đó ông làm thống đốc tiểu bang Virginia, thì ông là một trong những người thống đốc đầu tiên đã ký một cái sắc lệnh công nhận cái lá cờ vàng của chúng ta tại tiểu bang Virginia. Do đó từ đó đến giờ đó là theo tôi được biết đó, thì đa số cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây đã tiếp tục ủng hộ ông Mark Warner trong cái chức vụ thượng nghị sĩ trong cái nhiệm kỳ, trong hai nhiệm kỳ vừa qua, và thưa anh Nhân. Và cứ mỗi 2 năm thì tất cả các dân biểu phải được bầu lại 435 người. Anh nhận định như thế nào về cái cuộc tuyển cử sắp tới vậy thưa anh?
Dạ thưa vâng, cái cuộc bầu cử Hạ viện hiện thời bây giờ đó là Hạ viện Hoa Kỳ đứng do Đảng Dân Chủ nắm giữ, tại vì họ có 232 ghế và Đảng Cộng Hòa có 198 ghế. Do đó đó là trong cái cuộc bầu cử Hạ viện năm nay người ta dự trù đó là có 60 cuộc bầu cử là có thể bị được thay đổi. Tại vì lý do đó là có 36 người dân biểu kỳ này là họ không ra tranh cử nữa. Và trong 36 người này đó, thì chỉ có 9 người là Đảng Dân Chủ và 26 người thuộc Đảng Cộng Hòa. Do đó đó là Đảng Cộng Hòa muốn nắm lại đa số tại Hạ viện thì phải thắng thêm 20 cái seat. Nhưng mà điều đó là họ đã có 26 người mà đã không ra tranh cử nữa. Do đó cái cơ hội mà Đảng Cộng Hòa mà nắm lại được Hạ viện thì tương đối là hơi khó, tại vì cái số người Đảng Cộng Hòa không ra tranh cử quá nhiều, và ở nhiều nơi đó thì Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục nắm giữ cái ưu thế trong tiểu bang Virginia. Ở cái vùng Northern Virginia đó, chúng ta có 3 vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, thì cả ba cái chỗ này là tương đối được dự đoán là tương đối an toàn cho Đảng Dân Chủ, tại vì đó là cái người mà đại diện cái khu mà chúng ta đại SPTNDC đứng đặt trung tâm đó là ông Jerry Conway, thì cũng là một người mà rất là quen thuộc với cộng đồng chúng ta. Ông luôn luôn là ủng hộ cái vấn đề nhân quyền, và ông là một trong 5 người đã ký tên ủng hộ một cái đạo luật là cho phép các thương phế binh dù họ không phải đi học tập cải tạo trên 3 năm. Lúc đó là thưa anh Nhân là thượng nghị sĩ McCain vẫn còn sống, là thì cho đặc biệt là có một đạo luật là cho các thương phế binh dù không phải đi học tập cải tạo trên 3 năm sẽ được đi qua Hoa Kỳ định cư. Nhưng mà rất tiếc là cái dự luật này đã không được tiếp tục ủng hộ và đã không được đưa ra trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa qua. Dạ thưa anh Nhân, nhưng mà ông dân biểu Jerry Connolly, một trong 5 người đã ký tên ủng hộ cái dự luật này. Dạ thưa anh Nhân. Yeah. Và cuối cùng để kết luận ấy, thì anh Đỗ Quang Tỏ ghi nhận như thế nào những cái scenario giống như thượng viện, hạ viện của ai, và nếu mà ông Tổng thống Donald Trump tiếp tục đắc cử thì anh nhìn thấy cái bức tranh nó như thế nào cho cái kết quả cuộc bầu cử, nó sẽ nghiêng ngửa ra sao, và cái tình cảnh của Hoa Kỳ về những cái dự luật và đạo luật trong nhiệm kỳ sắp tới vậy? Dạ thưa vâng, có lẽ chúng ta sẽ có một cái buổi đặc biệt và nói về chi tiết cương lĩnh và lập trường của hai ứng cử viên để cho thấy. Tại vì thường thường đó là trong cái cuộc bầu tổng tuyển cử như vậy đó, thì khi mà họ bầu cho tổng thống thì họ bầu luôn hết cả cho các người mà thuộc cái đảng đó. Do đó là nếu mà kỳ này đó là nếu mà ông Joe Biden mà thắng lớn thì họ có thể có rất nhiều hy vọng là sẽ nắm luôn được cả thượng nghị viện và thượng nhân. Còn nếu mà tổng thống Trump mà được tái đắc cử kỳ này đó, thì tôi nghĩ đó là thượng viện cũng sẽ vẫn nằm ở trong tay của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà hạ viện thì vẫn nằm ở trong tay Đảng Dân Chủ. Và do đó cái quan trọng nhất là chắc là anh Nhân cũng đã nhắc nhở nhiều lần, chúng ta bằng mọi cách là phải đi bầu, nếu mà chưa ghi danh thì phải đi ghi danh, và nếu mà đi bầu thì chúng ta năm nay có rất nhiều cách bầu. Nếu chúng ta sợ Covid thì chúng ta có thể bầu bằng thơ, hoặc là bầu khiếm diện, hoặc là đi bầu sớm. Dạ thưa anh Nhân. Yeah. Và cũng để tiếp lời với anh Đỗ Quang Tỏ, thì chúng tôi cũng ghi nhận tại thủ đô Hoa Tiền Đốn, ngay trung tâm thương mại Eden, có 2 văn phòng làm việc của hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Nơi đây có nhiều người nói tiếng Việt và sẽ giúp cho đồng hương chúng ta ghi danh để mà đi bầu. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử 2020 rất quan trọng, không chỉ tổng thống mà là dân biểu, thượng nghị sĩ và các chức vụ quan trọng tại địa phương. Chúng tôi xin được cảm ơn thời giờ của ông Đỗ Quang Tỏ và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa em cảm ơn anh Tỏ. Dạ xin chào anh Nhân và xin chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.